xin chào các bạn. Hôm nay mình có hai chiếc Mi Band 6 ở đây, và những chiếc Mi Band 6 này thì thời gian cách đây mấy hôm ấy là bên mình có về và nhận được sự đặt đơn đặt hàng của các bạn rất là nhiều ấy. Và nhân dịp thì bây giờ đang rảnh rỗi thì mình sẽ làm một clip mở hộp nhanh và hướng dẫn các bạn cài đặt chiếc Mi Band 6 này cho lần đầu, bởi vì rất là nhiều bạn đặt hàng bên mình và nhận được hàng mà không biết cách kết nối làm sao ấy. Thì ngày hôm nay mình các bạn xem cái clip này thì mình sẽ hướng dẫn. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu qua về Mi Band 6 này trước. Đây là cái sản phẩm vòng tay mới ra mắt nhất của Xiaomi. Vào thời điểm hiện tại thì nếu bạn nào muốn dùng sớm ấy thì đang có vấn đề là hiện tại chưa có tiếng Việt hoặc là chưa có tiếng Anh, mà chúng ta phải dùng tạm tiếng Trung Quốc, bởi vì đây là sản phẩm nội địa, bản quốc tế hiện tại chưa có. Đó, thì Mi Band 6 nó sẽ khác Mi Band 5 ở cái điểm nào thì mình thấy một điểm duy nhất mà mình cảm nhận ngay từ đầu ấy, bởi vì mình chưa trải nghiệm trực tiếp sản phẩm này thì mình chưa rõ, và các công nghệ của nó thì mình chưa đọc qua. Mình nói là như vậy nhá. Thì cái ngay từ đầu mình cảm nhận được đó là cái màn hình của Mi Band 6 sẽ lớn hơn rất là nhiều. Nó gần như là tràn hết được cái mặt này đó vào các đường cong như này. Đây là chiếc Mi Band 5 nhá. Đó, Mi Band 5 thì năm ngoái là mình đã làm rất là nhiều clip hướng dẫn tiếng Việt các thứ rồi, bây giờ nó tự động có tiếng Việt rồi, và Mi Band 6 thì chưa có. Và trên cách đóng gói thì nó cũng tương tự như Mi Band 5 thôi. Đó, các bạn nhìn nhá. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp một chiếc cho các bạn xem. Thì đầu tiên là xem qua về hộp trước thì Mi Band 6 được thiết kế hộp nó khá là giống Mi Band 5, mặc dù là có màu sắc ở trên hộp nó sẽ hơi khác một chút và ít hoa văn hơn. Đó, trên bên tay mình đây là Mi Band 5 và đây bên này là Mi Band 6 nhá. Thì cái hộp của nó sẽ không phải là màu đen tuyền như Mi Band 5 nữa và có đường gân như này, và nó chỉ đơn giản là nó sẽ là một màu đen. Sau đó nó sẽ vân nhũ óng óng như này các bạn này. Đó các bạn nhìn nhá. À, số 6 được ghi ở đây, và bên trên hộp có ghi chữ là Xiaomi, ghi chữ là Mi Smart Band 6. Đó, bằng tiếng Trung Quốc thế này, trên Mi Band 5 này chỉ ghi bằng tiếng Trung Quốc thôi. Đó, nhưng đây vẫn là sản phẩm nội địa nhá. Đó, bên trên hộp này thì nó có các chức năng cơ bản, thì bây giờ chúng ta có thể tập thể dục này. Chúng ta có thể kiểm tra về cái này chống nước, chúng ta có thể bơi được đúng không? Và báo thức cũng như là kiểm soát giấc ngủ này. Cái này không biết là gì, và đây là sạc nhanh nhá. Phía này có thêm một số chức năng khác, ví dụ màn hình sẽ lớn hơn là 1.56 ạ, mà màn hình là màn hình AMOLED. Thì ở ngay trên chiếc sản phẩm Mi Band 5 nó cũng tương tự như vậy thôi. Nó chỉ có khác là màn hình Mi Band 5 nó sẽ to hơn Mi Band 4 một chút. Nhưng Mi Band 6 này nó sẽ là màn hình lớn hơn và đây là AMOLED. Cho nên chúng ta sẽ sử dụng ở ngoài ánh sáng mặt trời rất là tốt. Và có thêm một chức năng nữa mà mình thấy nó in là O2. Mà không biết có phải là giống cái chức năng đo được không lượng oxy ở trong máu giống như OCD6 hay không. Đó, thì chức năng cơ bản nó là như vậy. Còn cái thông tin ở đằng sau thì nó cũng tương tự như ở Mi Band 5 thôi. Ví dụ như là pin là 125 mAh này, thời lượng pin của nó sẽ dùng tương tự như Mi Band 5, mình nghĩ là vậy. Và Android 5 trở lên hoặc là iOS 10 trở lên, nó tất cả thứ đều như vậy thôi. Đây là sản phẩm đến từ nội địa Trung Quốc, thì tất nhiên là nó hoàn toàn tiếng Trung Quốc cả đúng không? Thì hiện tại bên mình đang có rất là nhiều hàng nhé, nên là bạn đặt hàng cứ đặt hàng thôi, mình toàn hàng nguyên siêu như này này, giá thì hiện tại chưa đến 1 triệu đâu, đó nguyên siêu như này nhá. À, bây giờ mình sẽ mở siêu ra xem như nào. Bên trong mình nghĩ chắc nó cũng sẽ giống Mi Band 5 mà thôi. À, bởi vì bán nhiều nhưng mà toàn bán online với ở shop box là nhiều khi không để ý. Đấy nha. À, đó, EC Mi Band 5. Không khác thế nào, và cái đóng gói. Đây, Mi Band 5 đây. Đó, các bạn nhìn nha, EC nha, giống hệt nhau nha, giống hệt Mi Band 6, Mi Band 5 giống hệt nhau. Thì ở bên này là chúng ta sẽ có sách sử dụng. Đây này, sách sử dụng ở phía này này. Đó. Đây. Toàn bằng tiếng Trung Quốc thôi. Đó. Toàn tiếng Trung Quốc thôi. Bên này là sẽ có dây sạc này. Dây sạc này tương tự như dây sạc của Mi Band 5. Đấy nha. Đó, một cái dây sạc rời như này. Đó. Và tất nhiên rồi, sản phẩm chính đây, Mi Band 6. Viên siêu túi. À, đó. Các bạn có thể nhìn thấy màn hình rất lớn không? Đây này, hơn 1 inch. Còn đây là màn hình của Mi Band 5 nhé. Đây là màn hình của Mi Band 5 này. Đó, Mi Band 5 thì nó chỉ là màn hình vuông thôi. Đó, vuông chỗ này như này thôi. Mình sẽ chút nữa mình sẽ kích hoạt để so sánh cho nó rõ dễ hơn. Còn Mi Band 6 thì màn hình nó là màn hình AMOLED, nên là lúc bật lên là chúng ta sẽ nhìn thấy rất là nhiều màu. Rất là nhiều màu sắc ở đây đúng không? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái Mi Band 6 này trước, và sau đó mình sẽ so sánh qua với cái Mi Band 5 kia xem màn hình sẽ khác nhau như thế nào nhá. Đó, cái sạc này thì tương tự như sạc của Mi Band 5 thôi, cứ để vào hút này. Đó, và cắm vào cổng USB thôi. Chúng ta sẽ không được tặng theo adapter sạc, chính vì vậy chúng ta phải dùng chung điện thoại nhá. Ok, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt. Thì khi bật lên ấy thì các bạn sẽ nhìn thế này. Đây nó sẽ là một màn hình và có cái tiếng Trung ở đây. Tiếng Trung này thì hiểu ý của nó là kết nối với điện thoại gì đó hay gì đó nhá. Mình cũng không giỏi tiếng Trung lắm nhưng mình hiểu là như vậy. Không quan tâm nó nhiều đúng không? Thì khi ở trên điện thoại của các bạn ấy thì các bạn cài giống như những chiếc Mi Band khác thôi, là các bạn cài cho mình cái Mi Fit nhá. Đây này, cái Mi Fit này.
Đó. Thì bây giờ là hiện tại chưa có cách cài tiếng Việt, chắc là mấy nơi có, khi nào có mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Đó, sau khi các bạn cài Mi Fit này vào thì các bạn sẽ tạo cho mình một cái tài khoản Mi Fit. Đó, mình sẽ chờ và mình sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể hơn nhá. Đây nhá, sau khi tải xong thì các bạn cứ mở thôi. Đó, thì ở trên này nó sẽ yêu cầu các bạn tạo một cái tài khoản, thì mình sẽ dùng luôn Google cho nó nhanh hoặc là Facebook cũng được. Đó, chọn luôn Google cho nhanh nhá. Đăng ký này. Thì tất nhiên là chúng ta sẽ dùng Việt Nam rồi đúng không? Đó, đồng ý hết cái điều khoản của Xiaomi đi. Đây, thì bây giờ là mình sẽ đặt tên nhá. Dũng đẹp trai. Thôi Dũng thôi nhỉ. Đó, bây giờ giới tính này, giới tính của mình là nữ này. Ví dụ ngày tháng năm sinh thì mình sinh năm 2000 2000 2001 vào tháng tháng 10. Đó. Mình chọn chiều cao của mình là 1m48. Cân nặng là 51 kg. Đó, mục tiêu hoạt động của mình sẽ một ngày mình sẽ đi được 10.000 bước chân. Ok, thế thôi. Đó, muốn chụp ảnh nữa thì vào đây là chụp ảnh, tự sướng là xong. Đó thì đơn giản là bây giờ cài cái tài khoản Mi Fit rất là nhanh như vậy. Đó thì cái gì tôi hỏi thì tôi hiểu và tôi biết luôn nhá. Cho phép tất cả sử dụng đi. Bây giờ là mình sẽ ấn kết nối vào vòng cái tay này, thì bằng cách là mình sẽ ấn vào dấu cộng này. Sau đó mình chọn là vòng nó tay nhá. Đó, sau đó là đồng ý đi. Tôi biết luôn. Cho phép tất cả đây. Đó, duy trì. Đó, cho duy trì nhá. Bây giờ nó yêu cầu là bật Bluetooth lên. Ok, bật Bluetooth. Đó, hoàn tất này. Sau đó là ở bên này nó hỏi nhá. Bây giờ sẽ để bên cạnh này. À, chúng ta sẽ để bên cạnh nhá. Đó, bây giờ nó có thử là hình như hiện tại có hai con bên này sẽ bị rối sao ấy. Lại nhá. Nếu một con ở bên cạnh thì nó dễ hơn, để hai con bên cạnh là nó sẽ khó tìm ấy. Ok này, đó, sau khi tìm được nó sẽ hỏi trên đồng hồ này. Đó, các bạn chú ý nhé, nó sẽ hỏi đồng hồ là nếu để cái Mi Band 5 bên cạnh thì nó hỏi thì phải tắt đi và làm lại. Khi nào nó nhận được cái Mi Band 6 nhận được như này thì chúng ta sẽ ấn vào đồng ý nhá. Đó, mình sẽ ấn vào đồng ý này. Màn hình AMOLED này hiển thị ánh sáng rất tốt. Đó, các bạn nhìn thấy nhá. Tất cả giao diện nó sẽ đầy như này. Rồi. Đây, hiện tại bây giờ nó chỉ có tiếng Trung thôi. À, đang cài đặt tiếp này. Cứ chờ đợi và kiên nhẫn nhá. Đó, nó hướng dẫn ngay trực tiếp màn hình của Mi Band 6 luôn này. Đó. Đây, ở trên phần mềm Mi Fit thì nó sẽ hiển thị tiếng Việt như này. Như hiện tại những cái chiếc Mi Fit Mi Band 6 đến từ thị trường nội địa Trung Quốc mà bây giờ đang phân phối ấy, thì hiện tại chưa có đâu. Nhưng mà thời gian nữa thì nó sẽ có giống như chiếc Mi Band 5 thôi. Còn nếu mà chưa có cách có muộn ấy, thì mình sẽ tìm cách để mình hướng dẫn các bạn cài được tiếng Việt vào đây nhá. Đó. Ok. Đang cập nhật tài nguyên của thư viện. Chào nó cập nhật tài nguyên thư viện nhá. Ok, cái nó xong rồi nhá. Đã cập nhật tài nguyên tất cả thứ xong rồi, nhưng mà nó vẫn là tiếng Trung thôi. Và một thời gian nữa thì sẽ có cách cài tiếng Việt thôi, nó là nhanh thôi. Bởi vì là như bên năm bây giờ chúng ta sử dụng tiếng Việt thoải mái rồi đúng không? Đó. Màn hình rất là lớn này. Bây giờ chúng ta bắt buộc là nếu mà muốn thông báo chúng ta phải bật thông báo hết lên nhé. Đó. Bật hết thông báo lên. Thông báo và nhắc nhở này. Đó, thông báo cuộc gọi bật lên này. À, như trước khi thông báo rồi bật cái quyền cho cái app này được thông báo đã. Cho phép hết đi. Vào đặt này. Đây, chúng ta sẽ bật cái này lên nhá. Đấy, được phép hết. Cập nhật nó. Thông báo trì hoãn như nào này. Này. Thông báo ứng dụng này. Thì bây giờ chúng ta muốn làm ứng dụng nào chúng ta sẽ chọn vào đây. Để cho nó có thông báo hay không. Ví dụ như là đây nhá. Chúng ta sẽ mở ứng dụng này. Đó, ngồi lâu hay như nào nó sẽ nhắc nhở này. Tin nhắn chúng ta sẽ bật lên này. Đó. Bật hết lên. Ok. Theo dõi sức khỏe này. Cài đặt vòng đeo tay này. À đây, chúng ta sẽ có tiếng Anh trước rồi này. Đó, chúng ta sẽ có một cái là tiếng Anh nhé. Là chúng ta sẽ cài đặt này. Đó. Chọn tiếng Anh này. Ok, thì chúng ta sẽ có cái tiếng Anh ở vòng tay. Đó. Rất may là chúng ta sẽ vẫn có cài tiếng Anh, chỉ không có tiếng Việt thôi. Và chứ nếu mà tiếng Trung thì cũng hơi buồn cười. Họ mình đang đang bán và bị khách hàng nhiều nhiều khách hàng chắc không biết cài. Và thông báo là
không có tiếng tiếng Anh hay là chỉ có tiếng Trung thôi. Nhưng hôm nay mình làm cái video hướng dẫn cài thì nhân tiện đây thì mình phát hiện ra là nó có cả tiếng Anh đó. Thì ở trong phần cài đặt này nha, mình vào lại này, đây này, vào cài đặt phần cài đặt vòng đeo tay này đó, sau khi đã chọn ngôn ngữ này, thế thì trong này sẽ có tiếng Anh này đó, và tiếng Italy cũng như tiếng Đức, tiếng Pháp và một số tiếng ở châu Âu này, cũng không riêng gì tiếng Trung Quốc cả, là chúng ta có vẫn có những cái ngôn ngữ dễ sử dụng, ví dụ tiếng Anh, và nếu tiếng Việt thì chắc là chỉ thời gian nữa là chúng ta sẽ có thôi đó. Thì cái Mi Band 6 nó cũng rất là dễ dàng cài đặt như vậy đây. Đấy nha, các thầy thấy nha. Còn bây giờ nếu mà như mà các bạn không muốn sử dụng cái Mi Band 6 này nữa, mà các bạn muốn xóa cài đặt đi và muốn kết nối điện thoại mới, hoặc các bạn có đổi điện thoại muốn kết nối điện thoại mới, thì các bạn làm theo cách này cho mình nhé. Thì đầu tiên là nó có tiếng Anh thì dễ rồi đúng không? Đó là mày là sẽ đã có tiếng Anh rồi. Đó thì các bạn sẽ vào cái phần đó, thông báo thời gian này, nhịp tim này, rất hay thông báo được thời tiết ở Hải Phòng nữa xem này. Đó, ở Hải Phòng nhiệt độ bây giờ là 28 độ C. Đó, độ ẩm đang tăng cao. Đó, đấy nha. Thì bây giờ nếu mà muốn các bạn muốn kết nối điện thoại khác ấy, thì các bạn vào đây giúp mình. Đó là các bạn vào cái phần cài đặt nha. Đây này. Đó, vào phần cài đặt này. Cứ chuột thôi. Đây vào phần setting này. Đó. Còn sau đó các bạn vào cái phần là Factory Reset đây. Đó, sau đó ấn vào đây. Đấy, sau khi làm bước này xong ấy thì các bạn sẽ có thể kết nối điện thoại mới được. Điều việc bắt buộc là phải như thế nhé, chứ không phải là các bạn đang kết nối điện thoại này và các bạn muốn đổi sang điện thoại khác, các bạn chỉ là bật Bluetooth là xong, không làm được đâu nhé. Các bạn phải đặt lại như này. Đây bây giờ nó trả lại trạng thái ban đầu này, màn hình rất là lớn đúng không, và các bạn phải cài lại cái Mi Fit và các bạn chiếc điện thoại mới và các bạn kết nối đó nhá. Cái cài đặt thì nó rất là đơn giản thôi các bạn. Còn bây giờ sẽ cùng ngắm qua một chút về cái màn hình của nó này. Ở đây thì mình thấy màn hình rất là lớn rồi, và nó có bo theo cái khung của màn hình rất là đẹp. Và cái điều mà mình thấy hơi buồn cười là bên dưới này, bên dưới thì nhìn nó không được cân cho lắm, nó hơi lệch. Đó có mỗi như thế thôi, còn Mi Band 6 với Mi Band 5 thì mình thấy tương tự dùng giống nhau. Còn cái chức năng mà đo gì cả, đo đo oxy hay cái gì đó thì mình cũng chưa tìm hiểu qua kỹ, các bạn có thể xem ở trên mạng một số bạn bạn review ấy. Còn bây giờ thì xem qua thử Mi Band 5 nó khác Mi Band 6 ở chỗ nào nhá. Đó các bạn có thể nhìn thấy nhá. Bên này mình đang có một chiếc Mi Band 5, mà Mi Band 5 thì màn hình là 1 inch. Màn hình của Mi Band 5 là 1 inch và năm ngoái thì được quảng cáo là to hơn rất là nhiều so với mình Mi Band 4 cũng là màn hình màu. Nhưng đến bây giờ thì Mi Band 6 ra mắt và màn hình nó to rất là nhiều nữa, và nâng cấp là thấy rõ rệt nhất đó là màn hình đúng không, và nó là màn hình super màn hình AMOLED. Mình xin lỗi, không phải super AMOLED mà AMOLED, nó chỉ là AMOLED thôi đó. Và thì khi việc đấy thì chúng ta sẽ ra ngoài ánh sáng là nhìn sẽ rất là rõ đúng không, nhìn ánh sáng rất là sướng luôn đó. Thông số cơ bản của Mi Band 5 năm ngoái như này đây đó, xong có đúng không hay không. Ở trên này thì không ghi là màn hình 1 inch, nhưng mà mình thấy nhớ thông số không nhầm là thông số là 1 inch. Còn Mi Band 6 này nó to rất nhiều, nhưng cái Mi Band 6 buồn cười cái là mình thấy cái này hơi lệch. Và đây là con thứ hai mình được biết là cũng bị hơi lệch một chút, khi mà có một khách hàng đã khiếu nại bên mình là khi bóc hộp ra là cái màn hình của Mi 6 tại sao nó lại hơi lệch ở bên trên so với bên dưới và hơi lệch ở hai bên. Bên này nó sẽ nhỏ hơn hẳn, bên này nó sẽ hơi to hơn một chút này. Đó, nhưng mà mình bóc ra thì con nào mình cũng thấy nó là như vậy. Đơn giản là như vậy thôi. Và hiện tại bây giờ nếu bạn nào muốn mua Mi Band 6 ấy thì giá của nó chưa đến 1 triệu, và chi tiết nhất thì các bạn vào website msm.vn nhé. Và bên mình có ship xe đôi để toàn quốc cho các bạn, nếu các bạn vào đấy và các bạn đặt hàng, hoặc là các bạn thể đặt hàng ở trên fanpage là msm.vn luôn, hoặc cũng thể là comment ở dưới video này là mình sẽ gọi điện và hướng dẫn các bạn cách đặt hàng. Bên mình ship xe đôi toàn quốc, nhận được hàng mới phải thanh toán và bảo hành các sản phẩm này đến 6 tháng lỗi đổi máy khác, chứ không cần phải là sửa chữa hay gì cả. Đó, ngày hôm nay mình làm clip ngắn gọn là mở hộp và hướng dẫn các bạn cách đặt như vậy thôi. Các bạn thấy hay thì các bạn chia sẻ, mọi người cùng xem và cho mình một like, nhớ subscribe kênh YouTube của mình nha. Cảm ơn các bạn xem clip, chào tạm biệt các bạn.